sau gần 5 năm làm nghề thì chúng tôi đã thiết kế thi công khoảng trên 100 công trình. Và cái công trình mà mang nhiều cảm xúc nhất, gặp nhiều khó khăn nhất vẫn là cái công trình mà đầu tiên của tất cả những anh em sáng lập mà ra Việt Mắc cùng nhau chiến đấu. Khi chúng tôi là còn là sinh viên năm 3 học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thì ba anh em có ý tưởng là cùng nhau thành lập một cái doanh nghiệp liên quan đến kiến trúc. Nhận được một cái đề tài khá là khó, một căn hộ chung cư 42 m². Với một diện tích bé như vậy thì chủ nhà muốn là mình có hai cái không gian ngủ, khách, bếp, phòng ăn rộng, thì đấy là một cái đề tài khó. Đây khoảng 5 năm thì cái kiến trúc nội thất thông minh vẫn là một cái mới, và chúng tôi nghĩ là không chỉ thuần túy là nội thất, là giường, là tủ, mà chúng tôi muốn kết hợp những cái sản phẩm đấy lại với nhau để khi mà mình có nhu cầu mình dùng thì mình sẽ thay đổi được. Thì với một không gian như vậy, chúng tôi thiết kế thành một cái căn hộ có không gian mở, các cái không gian giữa ngủ và bếp và khách xen lẫn nhau, và chúng tôi lồng ghép cái sản phẩm nội thất thông minh và do chính chúng tôi nghĩ ra. Sau khi mà chúng tôi gửi phương án duyệt chủ đầu tư lần đầu tiên thì chúng tôi nhận được ngay cái sự đồng ý của chủ nhà, và chúng tôi ký được ngay hợp đồng thiết kế thi công. Đấy là một cái sự khích lệ rất lớn cho những anh em trẻ và mới chập chững bước ra nghề. Trước kia thì tôi quen một anh làm kiến trúc sư và tôi muốn mình sẽ trở thành một cái người có hình ảnh như anh. Và đến bây giờ tôi vẫn học hỏi anh. Từ khi mà tôi còn học tiểu học, tôi đã được anh dẫn đi các cái công trình kiến trúc mà anh thiết kế, ôm những tập bản vẽ cùng với anh, và đấy là cái hình ảnh mà tôi muốn sau này tôi sẽ trở thành. Quay trở lại cái buổi đầu làm nghề của bạn, đâu là cái ý tưởng mà thôi thúc các bạn là thành lập một cái doanh nghiệp và quyết tâm đi theo cái con đường mà các bạn đã chọn? Xuất phát điểm của Việt Mắc là một cái trung tâm đào tạo đồ họa và do chính tôi sáng lập ra. Thì sau một thời gian hoạt động thì tôi có những cái bạn học trò, có những cái bạn sinh viên rất chi là nhiệt huyết, rất là năng nổ. Và tôi nghĩ là với những cái sức trẻ của anh em như vậy thì tôi nghĩ là cái tỷ lệ thành công sẽ cao. Và tất cả anh em đều yêu nghề và muốn có một cái gì đấy dành cho riêng mình. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, tại vì thứ nhất là tất cả những anh em trẻ thì đều bỡ ngỡ trong cái công việc, trong cái sự khởi đầu. Và một khó khăn nữa là về khả năng tài chính. Nhưng mà dần dần thì Việt Mắc cũng đi vào ổn định qua khoảng 10 công trình đầu tiên. Lúc đấy chúng tôi bắt đầu dần dần đúc rút được kinh nghiệm, rồi có được những cái khoản tài chính mà chúng tôi có thể lo về cái sự phát triển của công ty được. Thế còn cái buổi ban đầu thì làm thế nào để bạn có thể tìm kiếm được những khách hàng cho mình? Thời điểm đấy là bắt đầu chúng tôi quảng cáo Facebook và Google. Thời điểm đấy là hai cái công cụ mà quảng cáo rất là mạnh. Bạn có bất ngờ khi mà nhận được những cái hợp đồng đầu tiên, những cái yêu cầu đầu tiên không? Những yêu cầu đầu tiên thì tôi rất bất ngờ. Những yêu cầu tiếp theo thì tôi nghĩ là chúng tôi hoàn toàn xứng đáng. Tại vì tất cả những cái tâm huyết, tất cả những cái đầu óc chúng tôi dành cho từng công trình một là sự tâm huyết. Ngoài những cái khó khăn mà bạn vừa nói ấy, về cái bỡ ngỡ ban đầu, về cái tài chính ấy, thì cái thuận lợi lớn nhất mà các bạn có được khi mà bắt đầu thành lập doanh nghiệp và bắt đầu cái con đường của mình là gì? Tôi cảm thấy thuận lợi lớn nhất của tôi đấy là tôi có những cái người anh em mà song hành cùng. Những thời điểm mà anh em có thể là nắm tay nhau, đói cùng nhau, no cùng nhau, và cái sự quyết tâm của tuổi trẻ rất là lớn trong từng người một. Đã bao giờ bạn từng thất bại chưa? Chúng tôi đã từng thất bại rất là nhiều, những cái trường hợp về thiết kế thi công, hay cả cái câu chuyện về hợp đồng duyệt phương án, hay là những ý tưởng giữa chủ đầu tư và đơn vị thiết kế. Đấy là những cái rào cản rất lớn để có thể là hoàn thiện được một cái hồ sơ. Sau những quãng thời gian dài 3-4 tháng để mà làm việc, thì khi mà công trình nó bị tuột, hợp đồng bị vỡ, thì đương nhiên là công lao của anh em đổ xuống sông xuống bể. Con cũng là làm xong nhà cho mình rồi, nhưng mà còn những cái gì mà ông trong cái quá trình sử dụng ấy, ông thấy nó chưa hợp lý, hay là ông thấy nó có vấn đề gì, ông gọi bọn con để bọn con sang bọn con
chỉnh sửa cho nó hoàn thiện cho ông ạ. Nói chung là tất cả mọi cái theo yêu cầu của thiết kế, theo chất lượng, nói chung là tốt. Tôi đi nhiều các khu chung cư thì tôi thấy là cái này người ta bảo là theo kiểu thiết kế của Singapore gì đấy, nhưng mà tôi thấy rất tiết kiệm và rất hợp lý. Không có thừa chỗ nào cả, mà rất đủ để cho gia đình gọi là sinh hoạt với ba thế hệ đấy. Đầu tiên tôi bảo rằng ánh sáng nhiều quá thì sợ tốn kém điện. Thế nhưng mà giải thích là bây giờ các bóng điện này nó rất là ít, cho nên là tôi thấy rất vui vẻ. Không ngờ là chỉ có từng ấy tiền mà về đây lại ở. Đôi người ta cứ nói đùa, ta bảo ông về khách sạn 5 sao. Nhưng mà mình chả biết làm sao thế nào, nhưng mình nghĩ có khi thật như thế. Trước kia thì người dân không quan trọng cái tầm quan trọng của kiến trúc sư, tại vì họ chưa hiểu rõ được cái tầm quan trọng của các không gian về kiến trúc, cái sự phân bố về công năng. Tuy nhiên bây giờ thì chúng tôi được một cái thuận lợi rất là lớn, đấy là mọi người cũng đã hiểu rõ được cái giá trị của những cái bản vẽ thiết kế, và đấy là cái mà mang lại cho chúng tôi cái nguồn công việc dồi dào, và chúng tôi phát triển một phần là cũng nhờ cái sự nhận thức đi lên của tất cả mọi người về các bản vẽ thiết kế. Rõ ràng thì xã hội càng ngày càng coi trọng vai trò của kiến trúc sư, đấy là một điều rất đáng mừng. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải là chủ nhà nào cũng chấp nhận tất cả những cái ý tưởng mà kiến trúc sư đưa ra. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể dung hòa cái điều đó? Để mà hiểu được tâm lý, nắm bắt được những cái nhu cầu sử dụng thì chúng tôi dựa vào đấy để đưa ra cái phương án thiết kế của chúng tôi. Không hoàn toàn là chúng tôi cứ ép chủ nhà là bắt buộc là phải theo cái bản thiết kế, bởi vì cái giá trị sử dụng mới là cái cốt lõi, và cái nhu cầu sử dụng của từng chủ đầu tư một đó là cái mà chúng tôi tôn trọng. Chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp, nhưng mà thông thường thì để mà thuyết phục được chủ nhà, đấy là cái một trong những cái nhiệm vụ của kiến trúc sư, làm thế nào để mà kiến trúc sư làm cho chủ nhà hiểu về cái phương án của mình, hiểu về cái không gian mà mình muốn tạo ra, những cái điều tốt đẹp mà mình muốn tạo ra cho chủ đầu tư. Chúng tôi thường chia ra làm 3 công đoạn. Công đoạn thứ nhất là công đoạn concept, có nghĩa là chúng tôi sẽ lên những cái thứ cơ bản, những cái định hình ý tưởng, định hình không gian cho chủ nhà nắm bắt được. Và qua giai đoạn đầu tiên đấy thì những cái thứ chủ nhà góp ý lại sẽ là những cái mà để chúng tôi định hình được cái giai đoạn thứ hai, đấy là giai đoạn thiết kế. Sau giai đoạn thiết kế là giai đoạn thi công. Với chúng tôi mỗi công trình là một đề tài để nghiên cứu, mỗi công trình lại là một cái cách xử lý không gian khác nhau, cho nên là có công trình thì lại cần nhiều ánh sáng, có công trình thì lại cần nhiều cái khoảng thông gió, có những công trình thì lại cần nhiều về sự đặc thù về không gian. Cho nên tùy vào từng cái hạng mục công trình, tùy vào từng cái nhu cầu một mà chúng tôi đưa ra các cái không gian khác nhau. Một cái công trình mà đẹp thì nó phải kết hợp hài hòa tất cả những yếu tố đấy. Về xu hướng thiết kế kiến trúc thì có rất là nhiều, rất là đa dạng. Trong đấy ở Việt Nam mình đang hiện hữu, đang có thì ví dụ như là tân cổ điển, hiện đại, tối giản và các cái phong cách kiến trúc khác nhau. Nhưng chúng tôi thì chúng tôi đi theo cái xu hướng thiết kế hiện đại, thông minh và chú trọng về công năng sử dụng. Ngoài tư vấn thiết kế thì được biết là bạn còn mở cả trung tâm đào tạo. Vì sao bạn lại chọn cái con đường này? Đào tạo kỹ năng đồ họa là một cái phần rất là quan trọng để các bạn sinh viên có thể đến sớm hơn và làm tốt hơn về nghề. Thì bản thân tôi muốn giúp nhiều người có thể bắt đầu và cứng cáp hơn về nghề. Tôi đào tạo chuyên về thiết kế và các cái kỹ năng về thiết kế thi công. Trong đấy có các phần mềm như là 3ds Max, Revit, SketchUp, AutoCAD, hay là các phần mềm tính toán về kết cấu dự toán. Đối với tôi thì trong cái nghề thiết kế, cái tâm huyết về nghề vẫn là thứ quan trọng nhất. Nó quyết định tất cả mọi cái chất lượng của bản vẽ và cái sản phẩm của kiến trúc sư thiết kế ra. Thì ngoài cái kỹ năng, kỹ thuật
mà tôi muốn truyền tải, thì tôi vẫn muốn là truyền tải cái tâm huyết, những cái sức trẻ của bản thân mình, những cái hoài bão của bản thân mình cho các em sinh viên. Nghề kiến trúc nội thất là một nghề rất khó để theo được lâu dài, và những ai mà đã quyết định đồng hành rồi thì hãy cố gắng, đừng sợ một ngày mai thất bại, chỉ sợ là mình không làm thôi. Cái đam mê theo đuổi ngành thiết kế của em thì nó ủ từ ngày còn học tiểu học rồi. Thì lúc đầu cũng chỉ tập tẹ vẽ, thích vẽ, yêu thích vẽ. Cuối cùng thì em cũng xem nhiều chương trình TV thì thấy những cái không gian đẹp và những cái kiến trúc lạ. Nên là em theo đuổi cái chuyên ngành thiết kế. Em rất cảm thấy quyết định của em là đúng đắn ạ. Mỗi một công trình mà em hoàn thiện thì em cảm thấy nó như là một tác phẩm, một đứa con. Thì em rất là cảm thấy tự hào và vui khi đứa con của mình được hoàn thành và được những khách hàng cảm nhận là em trao cho những khách hàng là những không gian ở, không gian sinh hoạt đẹp đẽ. Ở trong giảng đợt học ấy, thì các thầy đã truyền cảm hứng cho chúng em rất là nhiều về rất nhiều cái không gian nó độc và nó lạ, với những cái sáng tạo, với cái ý tưởng của mình. Khi mà em được nhìn những cái sản phẩm của em ấy, cái ý tưởng của em được hiện thực hóa lên thực tế ấy, em cảm thấy rất là tự hào vì mình đã làm được một cái gì đó đẹp cho cuộc sống, cho mọi người. Căn hộ ở Tây Hồ này thì người ta yêu cầu toàn bộ chất liệu này là chất liệu bóng gương. Mình sẽ phải thi công rất cẩn thận vì nó rất dễ xước về mặt. Thì toàn bộ cái phòng ngủ trên tầng 3 này em sử dụng cái vật liệu Alilux cho khách hàng luôn nhé. Em là kỹ thuật giám sát, em phải đảm bảo được về cái chất lượng của sản phẩm và cái tiến độ mà mình đề ra, kiểm soát chặt cái tiến độ sản xuất của mình nhé. Tránh cái tình trạng là mình bị trượt cái tiến độ thì sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của mình. Em sẽ lên tiến độ cụ thể cho từng ngày, chi tiết từng hạng mục. Và em sẽ điều động anh em làm sao mà sát sao nhất về cái tiến độ đề ra. Sau mỗi cái công trình, sau những quãng thời gian dài quay lại thì cái cảm xúc rất là vui, bởi vì nhận được cái tình cảm từ phía chủ đầu tư, nhận được lời đánh giá về chất lượng của chủ nhà cho anh em thiết kế và thi công thì luôn luôn là mang trong mình cái cảm xúc rất là hạnh phúc. Đấy là cái niềm động viên rất là lớn với cả tôi và cũng như là tất cả những anh em trong công ty, để tiếp tục cống hiến và đưa ra nhiều những cái sản phẩm tốt hơn nữa. Chúng tôi đang cố gắng xúc tiến một cái mảng mới, đấy là mảng thương mại nội thất, và chúng tôi sẽ cố gắng trong 2018 này thì chúng tôi sẽ hiện thực hóa được cái dự định của mình bằng một showroom trưng bày, một trung tâm trưng bày và thương mại về các sản phẩm về nội thất. Đấy là cái mảng thương mại, thế còn cái mảng thiết kế thì sao ạ? Cái nhu cầu của thị trường về lĩnh vực thiết kế kiến trúc về nội thất cao cấp hoặc là những cái biệt thự cao cấp thì hiện tại ở Hà Nội chúng tôi đánh giá là một cái thị trường rất là tiềm năng. Để phục vụ được cái nhu cầu phát triển của doanh nghiệp cũng như là của thị trường hiện tại mà chúng tôi đánh giá thì sắp tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh về cái mảng thiết kế thi công các căn hộ chung cư và biệt thự cao cấp. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải có một cái năng lực tốt hơn, một cái sự tỉ mỉ hơn trong công việc, và các cái bản vẽ thiết kế sẽ phải trau chuốt hơn, cẩn thận hơn nữa. Đây là một cái thách thức mà chúng tôi sẽ phải cố gắng trong giai đoạn tới.